Nằm trên đỉnh núi Ngọc cao 177m so với mặt nước biển, Pháo đài Thần Công đang là một trong những điểm đến thú vị của khách du lịch khi ghé thăm đảo Ngọc Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Pháo đài Thần Công được người Pháp xây dựng từ những năm 40 của thế kỷ 20. Nơi đây có vị trí đắc địa, trọng yếu, trường quan sát nhô ra ba phía hướng biển nên được người Pháp chọn là nơi đặt ba khẩu pháo nhằm trấn ngữ và kiểm soát toàn bộ cửa biển vào Hải Phòng. Pháo đài Thần Công gồm sân bay quân sự, khu trưng bày đạn, trận địa pháo, hầm chữ U, nhà truyền thống, hệ thống giao thông hào. Theo tài liệu của ban quản lý pháo đài Thần Công, trận địa pháo ban đầu có 3 khẩu trọng pháo, nhưng khi chiếm giữ pháo đài này, quân Nhật đã tháo dỡ, vận chuyển một khẩu đem sang đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh lắp đặt để trấn giữ cửa biển vùng Quảng Ninh. Trong quá trình vận chuyển bằng tàu, do sóng lớn, khẩu pháo lại quá nặng nên tàu bị đắm mang theo khẩu pháo đó xuống đáy biển. 2 khẩu pháo còn lại do không được bảo quản tốt đã hoen rỉ, bị tháo rời. Từ ngày 13 tháng 6 năm 2010, Pháo đài Thần Công được chính thức mở cửa đón khách du lịch với giá 40.000 đồng một lượt. Pháo đài Thần Công còn có một hệ thống giao thông hào, đường hầm, phòng trú ẩn cổ kính, quanh co và kiên cố. Ngoài ra, trên pháo đài Thần Công còn có phòng trưng bày lưu giữ khá nhiều kỷ vật chiến tranh để du khách thưởng lãm. À, ngoài đảo Ngọc Rừng Xanh còn có nơi tham quan đó là pháo đài Thần Công. Trên đấy có hai khẩu pháo, khẩu pháo số 1 và khẩu 2 của thời Pháp. Và được đứng ở trên ngắm nhìn vịnh Lan Hạ từ khắp mọi nơi. Khi đến với pháo đài Thần Công, du khách đứng ở bất kỳ chỗ nào cũng được mở tầm mắt, ngắm bức tranh của núi rừng biển cả. Du khách có thể chậm chậm đi qua trong những con đường lát đá xanh rợp bóng cây, tận hưởng những tia nắng tuyệt đẹp xuyên qua vô số tán cây cổ thụ. Khi chiều buông, du khách có thể nhâm nhi cốc cà phê tại đài quan sát, ngắm cảnh hoàng hôn xuống dần trên mặt biển, khuất sau những rặng núi đẹp vô cùng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.